Cuốn 70 Kinh. Lại nữa, Tu Bồ Đề Phật do Bát Nhã Ba La Mật thâm sâu mà như thật biết tâm số của chúng sanh ra khỏi chìm đắm co duỗi. Bạch Đức Thế Tôn, làm thế nào Phật do Bát Nhã Ba La Mật thâm sâu mà như thật biết tâm số của chúng sanh ra khỏi chìm đắm co duỗi? Phật dạy, tâm số của chúng sanh ra khỏi chìm đắm co duỗi vân vân đều nương nơi sắc thọ tưởng hành thức phát sanh. Tu Bồ Đề Phật từ nơi đó biết tâm số của chúng sanh ra khỏi chìm đắm co duỗi, nghĩa là biết tâm số của chúng sanh chấp thần ngã và thế gian thường là sự thật, ngoài ra là vọng ngữ. Kiến chấp ấy nương nơi sắc mà có, chấp thần ngã và thế gian vô thường là sự thật, ngoài ra là vọng ngữ. Kiến chấp ấy nương nơi sắc mà có, chấp thần ngã và thế gian cũng thường cũng vô thường là sự thật, ngoài ra là vọng ngữ. Kiến chấp ấy nương nơi sắc mà có, chấp thần ngã và thế gian chẳng phải thường chẳng phải vô thường là sự thật, ngoài ra là vọng ngữ. Kiến chấp ấy nương nơi sắc mà có, chấp thần ngã và thế gian thường là sự thật, ngoài ra là vọng ngữ. Kiến chấp ấy nương nơi thọ mà có, chấp thần ngã và thế gian vô thường là sự thật, ngoài ra là vọng ngữ. Kiến chấp ấy nương nơi thọ mà có, chấp thần ngã và thế gian cũng thường cũng vô thường là sự thật, ngoài ra là vọng ngữ. Kiến chấp ấy nương nơi thọ mà có, chấp thần ngã và thế gian chẳng phải thường chẳng phải vô thường là sự thật, ngoài ra là vọng ngữ. Kiến chấp ấy nương nơi thọ mà có, chấp thần ngã và thế gian thường là sự thật, ngoài ra là vọng ngữ. Kiến chấp ấy nương nơi tưởng mà có, chấp thần ngã và thế gian vô thường là sự thật, ngoài ra là vọng ngữ. Kiến chấp ấy nương nơi tưởng mà có, chấp thần ngã thế gian cũng thường cũng vô thường là sự thật, ngoài ra là vọng ngữ. Kiến chấp ấy nương nơi tưởng mà có, chấp thần ngã và thế gian chẳng phải thường chẳng phải vô thường là sự thật, ngoài ra là vọng ngữ. Kiến chấp ấy nương nơi tưởng mà có, chấp thần ngã và thế gian thường là sự thật, ngoài ra là vọng ngữ. Kiến chấp ấy nương nơi hành mà có, chấp thần ngã và thế gian vô thường là sự thật, ngoài ra là vọng ngữ. Kiến chấp ấy nương nơi hành mà có, chấp thần ngã và thế gian cũng thường cũng vô thường là sự thật, ngoài ra là vọng ngữ. Kiến chấp ấy nương nơi hành mà có, chấp thần ngã và thế gian chẳng phải thường chẳng phải vô thường là sự thật, ngoài ra là vọng ngữ. Kiến chấp ấy nương nơi hành mà có, chấp thần ngã và thế gian thường là sự thật, ngoài ra là vọng ngữ. Kiến chấp ấy nương nơi thức mà có, chấp thần ngã và thế gian vô thường là sự thật, ngoài ra là vọng ngữ. Kiến chấp ấy nương nơi thức mà có, chấp thần ngã cũng thường cũng vô thường là sự thật, ngoài ra là vọng ngữ. Kiến chấp ấy nương nơi thức mà có, chấp thần ngã và thế gian chẳng phải thường chẳng phải vô thường là sự thật, ngoài ra là vọng ngữ. Kiến chấp ấy nương nơi thức mà có, chấp thế gian hữu biên là sự thật, ngoài ra là vọng ngữ. Kiến chấp ấy nương nơi sắc mà có, chấp thế gian vô biên là sự thật, ngoài ra là vọng ngữ. Kiến chấp ấy nương nơi sắc mà có, chấp thế gian hữu biên vô biên là sự thật, ngoài ra là vọng ngữ. Kiến chấp ấy nương nơi sắc mà có, chấp thế gian chẳng phải hữu biên chẳng phải vô biên là sự thật, ngoài ra là vọng ngữ. Kiến chấp ấy nương nơi sắc mà có, nương thọ tưởng hành thức cũng như vậy. Chấp thần ngã chính là thân, kiến chấp ấy nương nơi sắc mà có, chấp thần ngã khác thân khác, kiến chấp ấy nương nơi sắc mà có, nương nơi thọ tưởng hành thức cũng như vậy. Chấp sau khi chết còn có như khứ là sự thật, ngoài ra là vọng ngữ. Kiến chấp ấy nương nơi sắc mà có, chấp sau khi chết không còn có như khứ là sự thật, ngoài ra là vọng ngữ. Kiến chấp ấy nương nơi sắc mà có, chấp sau khi chết hoặc có như khứ hoặc không có như khứ là sự thật, ngoài ra là vọng ngữ. Kiến chấp ấy nương nơi sắc mà có, chấp sau khi chết chẳng phải có như khứ chẳng phải không có như khứ là sự thật, ngoài ra là vọng ngữ. Kiến chấp ấy nương nơi sắc mà có, nương nơi thọ tưởng hành thức cũng như vậy. Như vậy Tu Bồ Đề Phật do Bát Nhã Ba La Mật thâm sâu mà như thật biết tâm số chúng sanh ra khỏi chìm đắm co duỗi. Lại nữa Tu Bồ Đề Phật biết tướng sắc, biết tướng sắc thế nào là như như chẳng hoại, không phân biệt, không có tướng, không có ước tưởng, không có hữu luận, không có đắc, tướng sắc cũng như vậy. Tu Bồ Đề Phật biết tướng thọ tưởng hành thức thế nào là như như chẳng hoại,
Không phân biệt, không có tướng, không có ước tưởng, không có hí luận, không có đắc, tướng thọ tưởng hành thức cũng như vậy. Như vậy Tu Bồ Đề Phật biết tướng như như của chúng sanh và tướng như như của tâm số ra khỏi chìm đắm co duỗi, tướng như của năm uẩn, tướng như của các hành, tức là tướng như của hết thảy pháp. Những gì là tướng như của hết thảy pháp? Đó là sáu ba la mật tướng như. Sáu ba la mật tướng như tức là 37 phẩm tướng như. 37 phẩm tướng như tức là 18 không tướng như. 18 không tướng như tức là 8 bội xả tướng như. 8 bội xả tướng như tức là 9 định thứ đệ tướng như. 9 định thứ đệ tướng như tức là Phật 10 lực tướng như. Phật 10 lực tướng như tức là 4 điều không sợ, 4 biện giải vô ngại, đại từ đại bi cho đến 18 pháp không trung tướng như. 18 pháp không trung tướng như tức là trí nhất thiết chủng tướng như. Trí nhất thiết chủng tướng như tức là pháp thiện, pháp bất thiện, pháp thế gian, pháp xuất thế gian, pháp hữu lậu, pháp vô lậu tướng như. Pháp hữu lậu, pháp vô lậu tướng như tức là các pháp quá khứ, vị lai, hiện tại tướng như. Các pháp quá khứ, vị lai, hiện tại tướng như tức là pháp hữu vi, pháp vô vi tướng như. Pháp hữu vi, pháp vô vi tướng như tức là quả vị Tu Đà Hoàn tướng như. Quả Tu Đà Hoàn tướng như tức là quả vị Tu Đà Hàm tướng như. Quả vị Tu Đà Hàm tướng như tức là quả vị A Na Hàm tướng như. Quả vị A Na Hàm tướng như tức là quả vị A La Hán tướng như. Quả vị A La Hán tướng như tức là đạo Bích Chi Phật tướng như. Đạo Bích Chi Phật tướng như tức là vô thượng chánh đẳng Bồ Đề tướng như. Vô thượng chánh đẳng Bồ Đề tướng như tức là chư Phật tướng như. Chư Phật tướng như đều là tướng nhất như, chẳng hai chẳng khác, chẳng tận chẳng hoại, ấy gọi là tướng như của hết thảy các pháp. Phật do Bát Nhã Ba La Mật biết được tướng như ấy, do nhân duyên ấy nên Bát Nhã Ba La Mật hay sinh ra chư Phật hay chỉ thị tướng thế gian. Như vậy Tu Bồ Đề Phật biết hết thảy pháp tướng như, không phải tướng chẳng như, tướng chẳng khác. Vì được tướng như ấy nên Phật gọi là Như Lai. Tu Bồ Đề bạch Phật rằng, bạch Đức Thế Tôn, tướng như của các pháp ấy không phải tướng chẳng như, tướng chẳng khác, rất sâu xa. Bạch Đức Thế Tôn, chư Phật dùng như ấy mà vì người nói vô thượng chánh đẳng Bồ Đề. Bạch Đức Thế Tôn, ai hay tìm hiểu điều ấy, chỉ có Bồ Tát đã đến địa vị bất thối và người đầy đủ chánh kiến và A-la-hán đã hết sạch các lậu hoặc. Vì sao? Vì pháp ấy rất sâu xa. Tu Bồ Đề, như ấy tướng không cùng tận nên rất sâu xa. Tu Bồ Đề thưa, pháp gì tướng không cùng tận nên rất sâu xa? Phật dạy, hết thảy pháp không cùng tận. Như vậy Tu Bồ Đề Phật biết được hết thảy pháp ấy rồi mà thuyết pháp cho chúng sanh. Luận, Phật biết hết sở tác sở hành của tất cả chúng sanh, biết 62 tà kiến, 98 kiết sử phiền não. Thế nên nói Phật biết tâm số pháp của chúng sanh ra khỏi chìm đắm cò duỗi. Người tại gia bị các phiền não ái nhiễm nhận chìm nên gọi là chìm. Người xuất gia lìa 96 thứ tà kiến gọi là ra khỏi. Lại thường đắm cái vui ở đời gọi là chìm, họ biết nó vô thường mà sợ sệt cầu đạo gọi là ra khỏi. Lại lãnh thọ 96 tà đạo không thể cầu chánh đạo trở lại chìm vào thế gian gọi là chìm. Co là không lìa khỏi cõi dục, duỗi là lìa khỏi cõi dục, lìa không lìa cõi sắc cũng như vậy. Nhiều người đứng trên ao nước trong trông thấy cá, có con thường ở trong nước, có con tạm nhảy ra rồi trở lại lặn xuống, có con ra khỏi nhìn bốn phương, có con ra khỏi muốn lội qua gần bờ trở lại lặn xuống. Phật cũng như vậy, lấy Phật nhãn nhìn chúng sanh trong 10 phương 6 đường. Có kẻ thường đắm năm dục bị phiền não che tâm không cầu ra khỏi, có kẻ tâm tốt hay bố thí trì giới mà bị tà kiến nghi hoặc che tâm nên trở lại chìm đắm, có kẻ ra khỏi năm dục quán bốn chân lý vi diệu đạt được nhãn pháp nhưng chưa đạt được thật pháp nên trở lại chìm đắm. Có người lìa dục chứng được sơ thiền cho đến vô sở hữu xứ định vì chẳng đạo niết bàn nên trở lại chìm đắm. Thế nào là tướng ra khỏi chìm đắm có duỗi? Trong đây Phật nói đó là chấp thần ngã và thế gian thường. Thần ngã là người phàm phu ước tưởng phân biệt theo tâm chấp ngã thủ tướng nên chấp có thần ngã. Ngoại đạo nói thần ngã có hai thứ là thường và vô thường. Nếu người chấp thần ngã thường thì thường tu phước đức để sau thọ quả báo, hoặc do hành đạo mà thần ngã được giải thoát. Nếu người chấp thần ngã vô thường thì vì danh lợi hiện đời nên có tạo tác. Chấp thường vô thường là có người cho thần ngã có hai thứ: một, vi tế thường trú; hai, hiện có tạo tác. Hiện có tạo tác là thân này khi chết vô thường nhưng thần ngã vi tế là thường,
Có người nói, thần ngã chẳng phải thường, chẳng phải vô thường, thường hay vô thường đều có lỗi. Nếu thần ngã vô thường, tức không có tội phước. Vì sao? Vì nếu thường thời khổ vui không đổi khác, thì như hư không, mưa không làm ướt, gió nắng không làm khô. Nếu vô thường thì khổ vui biến đổi, thì như gió mưa đối với gia trâu thì làm cho hư nát. Vì tâm chấp ngã nên nói chắc có thần ngã, nhưng chẳng phải thường, chẳng phải vô thường. Phật nói bốn thứ tà kiến đều duyên nơi năm uẩn, chỉ vì nơi năm uẩn lầm chấp là thần ngã. Thần ngã và thế gian là thế gian có ba thứ: một, thế gian năm uẩn; hai, thế gian chúng sanh; ba, thế gian quốc độ. Trong đây nói hai thứ thế gian là thế gian năm uẩn và thế gian quốc độ. Thế gian chúng sanh tức là thần ngã. Đối với nơi tướng thế gian cũng có bốn thứ tà kiến. Hỏi: thần ngã thì từ xưa lại đây không có nên chấp là sai, còn thế gian là có, cớ sao lại đồng với tà kiến chấp có thần ngã? Đáp: chỉ phá cái chấp tướng thường vô thường đối với thế gian, chứ không phá thế gian. Thí như người không có mắt cầm rắn mà cho là anh lạc, còn người có mắt thì cho là rắn, chẳng phải anh lạc. Phật phá cái điên đảo chấp thế gian thường mà không phá thế gian. Vì sao? Vì hiện thấy thế gian vô thường, nhưng cũng không được nói vô thường vì tội phước chẳng mất. Vì quá khứ đã có tạo tác, nói thường hay nói vô thường cả hai đều lỗi. Còn nói chẳng phải vô thường cũng có lỗi vì đáng trước thế gian. Thế gian hữu biên là có người tìm nguồn gốc thế gian, không thấy chỗ bắt đầu của nó, không có bắt đầu, thời cũng không có khoảng giữa khoảng sau. Nếu không bắt đầu khoảng giữa khoảng sau, thời không có thế gian. Thế nên thế gian lý đáng phải có bắt đầu, tức là hữu biên. Người chứng được thiền định nhờ trí biết kiếp trước, thấy được việc trong tám vạn kiếp trước, quá nữa thì không biết. Chỉ thấy thức trung ấm bắt đầu của thân này mà tự suy nghĩ, thức này không thể không có nhân, không có duyên, chắc phải có nhân duyên. Mà trí biết kiếp trước không thể biết, chỉ ước tưởng phân biệt, có một pháp gọi là thế tánh. Chẳng phải năm thức biết được, vì nó quá vi tế. Từ trong thế tánh đầu tiên sanh ra giác, giác tức là thức trung ấm. Từ giác sanh ngã, từ ngã sanh năm thứ vi trần là sắc, tiếng, mùi, vị, xúc. Từ vi trần tiếng sanh hư không đại, từ vi trần tiếng và xúc sanh, sanh ra phòng đại. Từ vi trần sắc tiếng và xúc sanh ra hòa đại. Từ vi trần sắc tiếng mùi vị xúc sanh thủy đại. Từ vi trần sắc tiếng mùi vị xúc sanh địa đại. Từ không sanh nhĩ căn. Từ gió sanh thân căn. Từ lửa sanh nhãn căn. Từ nước sanh thiệt căn. Từ đất sanh tỷ căn. Như vậy dần dần từ tế đến thô. Thế tánh là từ thế tánh đi đến thô. Từ thô chuyển đến tế, trở lại thế tánh. Thế như trong cục bùn có các tánh, cách cái bình, cái chậu, vân vân. Lấy bùn làm bình, phá bình làm chậu. Như vậy chuyển biến mãi không mất, thế tánh cũng như vậy, chuyển biến làm thô. Thế tánh là pháp thường, không từ đâu đến. Như trong kinh Tăng Thư, số luận nói rộng thế tánh này. Lại có người nói, biên thế bắt đầu của thế gian là vi trần, là cực vi. Vi trần là pháp thường hằng, không thể phá, không thể đốt, không thể nát, không thể loạn. Vì là rất nhỏ, chỉ đợi nhân duyên của tội phước nên hòa hợp mà có thân, hoặc thân trời, hoặc thân địa ngục, vân vân. Vì không có cha mẹ, nhân duyên của tội phước hết thảy tan rã. Có người cho tự nhiên là khởi nguyên thế giới giàu nghèo xác hèn, chẳng phải do mong ước tạo tác mà được. Có người nói, Chúa trời là khởi nguyên thế giới, tạo tác tốt xấu vạ phước, trời đất muôn vật, các pháp ấy thì tiêu diệt, trời trở lại thu nhiếp lấy, chấp các nguyên nhân tạo vậy như vậy cho là biên tế thế giới. Có người nói, khi chúng sanh đời đời chịu vui hết, tự đi đến biên tế, thí như đứng trên núi quăng cuốn chỉ, chỉ hết tự ngừng. Thọ tội thọ phước đều quy về cục tận, tinh tấn hay biếng nhác không khác. Có người nói, thế gian quốc độ tám phương đều có bờ mé, chỉ phía trên và dưới không có bờ mé. Có người nói, phía dưới đến 18 địa ngục, phía trên đến cõi trời hữu đảnh, trên dưới có bờ mé, còn tám phương không có bờ mé, còn tám phương không có bờ mé. Như vậy các thuyết về thế giới hữu biên. Có người nói, chúng sanh và thế giới có ngàn mé, như nói thần ngã ở trong thân thể nhỏ như hạt cải, hoặc như trái táo, hoặc mật tấc. Người lớn thì thần ngã lớn, người nhỏ thì thần ngã nhỏ. Cho thần ngã là một phần pháp sắc, nên nói thần ngã có biên. Vô biên là
Có người nói Phật ngã biến khắp hư không, không chỗ nào không có. Gặp chỗ có thân thì có cảm giác khổ vui, thế nên gọi thật ngã vô biên. Có người nói cuộc độ thế gian vô thỉ, nếu có thỉ thời không có nhân duyên, lúc sau cũng thường thọ thân không cùng tận, thế thời phá hoại niết bàn, thế gọi là vô biên. Lại nữa, nói thế gian quốc độ mười phương không có biên tế, như vậy là các thuyết nói thật ngã thế gian, quốc độ thế gian vô biên, hữu biên vô biên là có người nói thần ngã thế gian vô biên còn quốc độ thế gian hữu biên, hoặc nói thần ngã thế gian hữu biên còn quốc độ thế gian vô biên. Vì như trên nói thần ngã là sắc pháp, hoặc nói trên dưới hữu biên tám phương vô biên, tóm hai pháp trên gọi là hữu biên vô biên. Thế gian chẳng phải hữu biên, chẳng phải vô biên, và có người thấy thế gian hữu biên có lỗi, vô biên cũng có lỗi, nên chẳng nói hữu biên, chẳng nói vô biên, chấp chẳng phải hữu biên, chẳng phải vô biên là thật tánh thế gian. Thật ngã tức là thân, là có người nói thân này tức là thật ngã. Vì sao? Vì phân tích thân này thì thật ngã không thể có được. Lại nữa, thọ khổ vui tốt xấu đều là thân này, thế nên nói thân tức là thật ngã. Thần khác thần ngã khác là có người nói thần ngã vi tế, năm thức không thể biết được, cũng không phải hàng phàm phu thấy được. Người nhiếp tâm thanh tịnh được thiền định mới có thể thấy được, thế nên nói thân có thần ngã khác. Lại nữa, nếu thân tức là thần ngã, thân diệt thần ngã cũng diệt, ấy là tà kiến. Còn nói thân có thần ngã khác, thân diệt thần ngã thường trú, ấy là biệt kiến. Sau khi chết còn có như khứ là hỏi. Trên kia nói thường vô thường vân vân, tức đã nói đời sau hoặc có hoặc không. Sau này lại còn phân biệt như khứ thành bốn câu. Đáp, trên nói chung hết thảy thế gian thường vô thường, còn việc đời sau có hay không cần phải nói riêng. Như khứ là như người đến sanh nơi đây, đi đến đời sau cũng như thế. Có người nói đời trước không tưởng đâu đến, diệt cũng chẳng đi đâu. Có người nói thần và thần ngã hòa hợp làm người, sau khi chết thần ngã đi, thân không đi, ấy gọi là như khứ, chẳng như khứ. Chẳng phải có như khứ, chẳng phải không như khứ, là thấy đi, không đi, đều có lỗi. Nên nói chẳng phải đi, chẳng phải không đi. Người ấy không thể bỏ cái chấp có thật ngã, nhưng chấp thật ngã chẳng phải đi, chẳng phải không đi. Các phiền não tà kiến như trên gọi là tướng tâm xấu xa khỏi, chìm đắm co duỗi. Vì sao? Thì người tà kiến với nhiều đường lối cầu ra khỏi không được, nên muốn ra mà vẫn chìm, sức tà kiến nhiều khó giải thoát. Cho nên nói 14 việc tà kiến là chấp thế gian thường, vô thường, vân vân. Ngoại đạo tùy mỗi mỗi ước tưởng phân biệt, Phật nói đều duyên nơi năm uẩn, nương tựa năm uẩn không có thần ngã, không thường hằng. Phật biết năm uẩn trống không, không có tướng trạng, không có tạo tác, không có hữu luận, chỉ biết năm uẩn như như, không nhiều chỗ thấy giả dối điên đảo của hàng phàm phu, giống như năm uẩn như như, hết thảy pháp như như cũng như vậy. Vì sao? Vì hai pháp thường nhiễm hết thảy pháp, đó là pháp hữu vi và pháp vô vi. Năm uẩn là pháp hữu vi, năm uẩn như như tức là pháp vô vi. Quan sát chủ lượng tư duy năm uẩn có thể thực hành sáu ba la mật, thế nên nói hết năm uẩn như tức là hết thảy pháp như, hết thảy pháp như tức là sáu ba la mật như. Bồ Tát thực hành sáu ba la mật cầu thật đạo, quán năm uẩn vô thường không, phát sanh 37 phẩm, 8 bội xả, 9 định thứ đệ, ấy là đạo thanh văn. Khi biết rồi đi thẳng qua, tiếp thực hành 18 không, 10 lực, các Phật pháp, đều do tránh quán sát năm uẩn. Năm uẩn như không phân biệt, nên đều là hết thảy pháp như. Thế nên nói thiện pháp như tức là bất thiện pháp như, bất thiện pháp như tức là thiện pháp như. Pháp thế gian xuất thế gian cũng như vậy, thế nên hành giả không được đắm trước thiện pháp cho đến vô thượng chánh đẳng bồ đề. Tướng Phật như cũng như vậy, đều là tướng nhất như, không hai không khác. Vì sao? Vì tìm thật tướng của chư pháp, đi đến chốt giáo không, không còn dị biệt. Các pháp như như cũng như vậy, Phật do bát nhã ba la mật mà chứng được, thế nên nói bát nhã ba la mật hay sanh ra chư Phật hay trị thị tướng thế gian, tu bồ đề tán thán là chưa từng có. Bạch Phật rằng: Bạch Đức Thế Tôn, lý hết thảy pháp như rất sâu xa, tùy thuận chẳng trái nhau, ba đời mười phương chư Phật như, tức là các pháp như, hiểu các pháp như ấy, nên vì chúng sanh mỗi mỗi thuyết pháp là thậm thâm như, khó hiểu, khó tin. Vị Bồ Tát ở địa vị bất thối và pháp vị, được thọ ký mới có thể tin. Người đầy đủ chánh kiến là ba bậc đạo nhân,
Tu Đà Hoàng, Tu Đà Hàm, A Na Hàm và A La Hán sạch hết lậu hoặc, không thọ nhận pháp gì nên có thể tin. Hạng người có lòng tin đã gần địa vị bất thối, cho nên không nói riêng. Phật bảo Tu Bồ Đề, hết thảy pháp vô tận nên như ấy vô tận, như vô tận nên người được thánh đạo có thể tin. Trong pháp vô vi có sai biệt nên có các đạo Tu Đà Hoàng nghe pháp tự mình chứng được nên có thể tin. Còn người phàm phu đóng vào pháp biên đạo tư dối nên không thể tin. Phật bảo Tu Bồ Đề, chư Phật được các pháp như ấy nên gọi là Như Lai, gọi là bậc nhân thiết trí hay cứu độ chúng sanh, khiến đi đến Niết Bàn. Giải thích phẩm vấn tướng thứ 49. Kinh Đại Bát Nhã ghi phẩm thị tướng thứ 47. Kinh: Bấy giờ thiên tử cõi dục, thiên tử cõi sắc có trong 3.000 đại thiên thế giới, từ xa dài hoa hương đi đến chỗ Phật, cúi đầu lễ chân Phật rồi đứng ở một bên bạch Phật rằng: Bạch Đức Thế Tôn, Bát Nhã Ba La Mật sâu xa được nói đến. Thế nào là tướng Bát Nhã Ba La Mật sâu xa? Phật bảo các thiên tử cõi dục cõi sắc: Này các thiên tử, tướng không là tướng Bát Nhã Ba La Mật, không tướng trạng, không tạo tác, không khởi, không sanh, không diệt, không nhơ, không sạch, không có pháp gì, không tướng trạng, tướng hư không, không nương tựa là tướng Bát Nhã Ba La Mật. Này các thiên tử, các tướng như vậy là tướng Bát Nhã Ba La Mật sâu xa. Phật vì chúng sanh mà dùng pháp thế gian nên nói, chứ không phải theo đệ nhất nghĩa. Này các thiên tử, các tướng ấy, tất cả thế gian trời người Atula không thể phá hoại. Vì sao? Vì tất cả thế gian trời người Atula cũng là tướng ấy. Này các thiên tử, tướng không thể phá tướng, tướng không thể biết tướng không thể biết vô tướng, vô tướng không thể biết tướng. Tướng vô tướng ấy, tướng vô tướng đều không có gì của chính nó, nghĩa là biết, người biết, pháp bị biết đều không thể có được. Vì sao? Này các thiên tử, vì các tướng ấy chẳng phải sắc làm ra, chẳng phải thọ tưởng hành thức làm ra, chẳng phải thí ba la mật làm ra, chẳng phải giới ba la mật, nhẫn ba la mật, tấn ba la mật, thiền ba la mật, bát nhã ba la mật làm ra, chẳng phải nội không làm ra, chẳng phải ngoại không làm ra, chẳng phải nội ngoại không làm ra, chẳng phải vô pháp không làm ra, chẳng phải hữu pháp không làm ra, chẳng phải vô pháp hữu pháp không làm ra, chẳng phải bốn niệm xứ làm ra, cho đến chẳng phải nhất thiết trí làm ra. Này các thiên tử, các tướng ấy chẳng phải sở hữu của người, của phi nhân, chẳng phải thế gian, chẳng phải xuất thế gian, chẳng phải hữu lậu, chẳng phải vô lậu, chẳng phải hữu vi, chẳng phải vô vi. Phật lại bảo các thiên tử, thí như có người hỏi thế nào là tướng hư không, người ấy hỏi có chính đáng không? Các thiên tử thưa, bạch Đức Thế Tôn, câu hỏi ấy không có chính đáng. Vì sao? Bạch Đức Thế Tôn, vì hư không không có tướng trạng để có thể nói, hư không không có tác vi, không sanh khởi. Phật bảo các thiên tử, dù có Phật, không có Phật ra đời, tướng tánh vẫn thường trú. Phật chứng được tướng tánh như thật nên gọi là Như Lai. Các thiên tử bạch Phật rằng, bạch Đức Thế Tôn, Thế Tôn chứng đắc các tướng tánh rất sâu xa, được tướng ấy nên được trí vô ngại, trú trong thật tướng ấy, lấy Bát Nhã Ba La Mật tập hợp tự tướng pháp. Các thiên tử thưa, hiếm có, bạch Đức Thế Tôn, Bát Nhã Ba La Mật sâu xa là chỗ thường sở hành của chư Phật. Hành đạo ấy chứng được vô thượng chánh đẳng bồ đề, chứng vô thượng chánh đẳng bồ đề rồi, thông đạt hết thảy pháp tướng hoặc sắc tướng hoặc thọ tưởng hành thức tướng cho đến nhất thiết trí tướng. Phật dạy như vậy các thiên tử, tướng não hại là tướng của sắc, Phật được vô tướng ấy, cảm giác là tướng của thọ, thủ tướng là tướng của tưởng, khởi làm là tướng của hành, nhận biết là tướng của thức, Phật được vô tướng ấy, hay xả bỏ là tướng của thí, không nhiệt não là tướng của giới, không biến pháp là tướng của nhẫn, không thể khuất phục là tướng của tấn, nhiếp tâm là tướng của thiền, xả lìa là tướng của bát nhã, phạt được vô tướng ấy. Tâm không bị nhiễu loạn bước não là tướng của bốn thiền, bốn vô lượng tâm, bốn định vô sắc, phạt được vô tướng ấy. Xuất thế gian là tướng của 37 đạo phẩm, phạt được vô tướng ấy. Khổ là tướng của vô tác giải thoát môn, lìa là tướng của không giải thoát môn, tịch diệt là tướng của vô tướng giải thoát môn, Phật được vô tướng ấy. Thắng là tướng của mười lực, không sợ hãi là tướng của vô sợ lý, khác biết là tướng của trí vô ngại, các người khác không có được là tướng của 18 pháp không chung, Phật được vô tướng ấy. Thường nghĩ chúng sanh là tướng của đại từ đại bi, chân thật là tướng của không sai lầm, không chấp thủ là tướng của thường buông xả,
Hiện biết rõ ràng là tướng của chúng nhất thiết chủng phải được vô tướng ấy. Như vậy các thiên tử phải chứng được hết thảy các vô tướng, do nhân duyên ấy nên Phật được gọi là trí vô ngại. Luận hỏi: trên kia nơi nơi đã nói hết không vô tướng vô tác, không khởi, không có gì là tướng của Bát Nhã. Sau này các thiên tử còn hỏi thế nào là tướng Bát Nhã? Đáp: Phật tùy nơi nơi nói Bát Nhã Ba La Mật, hoặc nói hết không, hoặc nói có, hoặc nói hết quả báo, hoặc nói hết tội phước không nhất định. Vì vậy nên nay hỏi thế nào nhất định là tướng Bát Nhã. Lại nữa, Bát Nhã Ba La Mật ấy như huyễn như hóa, như tưởng có thể nắm được mà không có tướng nhất định có thể chấp thủ. Chỉ chư Phật mới biết đúng đắn cùng pháp tướng ấy. Chư thiền thì có trí lanh lợi mà không thể liễu tri, cho nên hỏi. Lại nữa, có người nói các thiền tử ấy có người đến sau không kịp nghe nên hỏi. Phật đáp với các thiền tử: không là tướng của Bát Nhã Ba La Mật, tướng không là trong ngoài không, vân vân. Nếu các pháp không, tức là không có các tướng trai gái, dài ngắn, tốt xấu, vân vân, ấy gọi là tướng không có tướng. Nếu đã không vô tướng, phải không còn sanh tâm mong ước đắm trước thân đằng sau, ấy gọi là tướng vô tác. Mà một giải thoát là tướng bắt đầu đi vào Bát Nhã, ba thừa chung có, chẳng sanh chẳng diệt, chẳng nhơ chẳng sạch, như hư không, không nơi nương tựa, vân vân, là tướng sâu xa của Bát Nhã Ba La Mật. Vô tướng ở trong ba môn giải thoát trên kia là không có tướng trai gái, giải ngắn, tốt xấu, vân vân bên ngoài. Còn tướng vô tướng dưới là không có tướng hết thảy pháp, không tùy là một, nhưng càng tánh con người có lận độ nên vào Bát Nhã có sâu cạn, nên nói không có sai biệt, không có hí lận, rằng sanh rằng diệt, vân vân như trước nói. Phật biết các thiên tử chắc chắn có ý nghĩ rằng nếu Bát Nhã Ba La Mật là không, không có gì, như tướng hư không, thời làm sao có thể nói. Nếu nói tức là có tướng, trừ thiền tử vì thấy oai đức Phật lớn quá, không dám nạn hỏi, cho nên Phật tự nói cho họ. Phật thương chúng sanh theo nghĩa thế đế nên nói các tướng không, chứ không theo đệ nhất nghĩa đế. Nếu dùng đệ nhất nghĩa đế thì nên nạn, còn nói theo thế đế thời không nên nạn. Lại nữa, tuy nói không, không do có tâm chấp trước thủ tướng, không chỉ pháp hoặc phải hoặc trái, mà do hết thảy các độc bộ tướng không phân biệt, thế nên lại nói rõ ràng, nghĩa là không có gì như tướng hư không, không có pháp nào không nhập vào tướng ấy, thế nên nói hết thảy thế gian không thể phá hoại. Vì sao? Vì hết thảy thế gian người trời Atula chính là tướng ấy. Nếu pháp sai pháp trái nhau thì có thể phá hoại, như nước hay diệt lửa, lửa không thể diệt lửa. Miệng nói đúng như sự thật mà muốn phá, chọn không phá được. Huống gì nói không đúng như thật, thì như người mù đạp vàng ngọc, miệng nói không phải vàng ngọc, chọn không thể làm cho nó chẳng phải vàng ngọc. Trong đây Phật còn nói, Bát Nhã Ba La Mật chốt giáo không vô tướng, nên tướng không thể phá tướng. Lại nữa, có người nói, tướng không thể phá tướng là có pháp phân tán được, còn các pháp hòa hợp chọn không bị phá, không bị mất, như búa chẻ củi phân tán ra từng phần nhưng chọn không bị tiêu mất. Lại nữa, các pháp không có tướng nhất định, như cây do rễ cành cọng lá hợp lại gọi là cây, cây không có tướng nhất định nên không bị phá, như vậy gọi là tướng không thể phá tướng. Hỏi các pháp sắc vân vân, chẳng phải có tri giác có thể không biết nhau, còn tâm số pháp là tướng tri giác là sao không biết? Đáp: trong đây nói thật tướng nên không nói đến cái biết hữu vọng của phàm phu, trí tuệ phàm phu ấy vì là pháp hữu vi, nhân duyên hòa hợp sanh là pháp hữu vọng, không thể có cái biết đúng thật, thế nên xả bỏ và vô sinh niết bàn. Nếu trí tuệ biết thường vô thường cho đến không tịch diệt vân vân thì như trên đã rộng phá, diệt không có gì, nếu như vậy làm sao sẽ có biết? Thế nên tướng không biết tướng, tướng không thể biết vô tướng, là bên trong tuy có trí tuệ, bên ngoài không có pháp để có thể biết, bên ngoài không có cảnh duyên thì làm sao trí tuệ phát sanh? Thế nên nói tướng không thể biết vô tướng, thì như dao bén không thể cắt hư không, vô tướng không thể biết tướng. Là có người nói bên trong trí tuệ không có định tướng, bên ngoài pháp sở duyên có định tướng, tầm theo duyên phát sanh, thế nên nói vô tướng không nên biết tướng. Thế như không có dao tuy có vật mà không có dao cắt, tướng ấy, vô tướng ấy, tướng vô tướng đều không thể có được là tướng không vào tướng. Vì sao? Vì trước đã có tướng, tướng không vào vô tướng. Vì sao? Vì tướng không có chỗ vào
Liều tướng, vô tướng ấy lại không có chỗ có thể vào. Lại nữa, vị tướng và sở tướng không nhất định, nhưng sở tướng mới có tướng. Vì sao vị tướng trước có tướng mà không có sở tướng thời không có tướng? Vì không có sở nhân, nếu trước có sở tướng mà không có tướng, thời làm sao có sở tướng? Vì không có sở nhân đối đãi. Tướng như cứng, sở tướng như đất, có tướng cứng mới có sở tướng đất. Có sở tướng mới có tướng, nếu không có tướng thì không có sở tướng, không có sở tướng thì không có tướng. Lại nữa, tướng vì sở tướng bất định, nên tướng có khi làm sở tướng có khi là tướng. Vì tướng bất định không thật nên sở tướng cũng không có, nếu sở tướng bất định không thật nên tướng cũng không có. Thế nên nói tướng ấy, tướng vô tướng ấy đều không thể có được. Như trước nói các tướng không vân vân là thật. Vì sao? Vì tướng ấy chẳng phải năm uẩn làm, chẳng phải sáu ba la mật cho đến chẳng phải chín nhất thiết trùng làm. Tướng ấy vì là vô vi không có pháp có thể làm, cũng không có người hay phi nhân có thể làm. Người là Bồ Tát chứ phải vân vân, phi nhân là chư thiên vân vân. Tướng ấy vì do giáo không, nên chẳng phải hữu lậu, chẳng phải vô lậu, chẳng phải thế gian, chẳng phải xuất thế gian. Trên tuy nói tướng vô vi, chỉ vì phá hữu vi nên nói là vô vi. Vô vi cũng không có định tướng. Trong đây Phật muốn làm cho việc ấy rõ ràng nên nói thí dụ. Người nghe nghĩ rằng nếu không có Phật thì chẳng nghe được tướng ấy. Phật là tối thượng đối với chúng sanh, vậy nên tác thành tướng ấy. Thế nên Phật nói với chư tiên, dầu có Phật không Phật, tướng ấy thường trú. Phật biết được tướng ấy nên gọi là Phật. Bấy giờ chư tiên hoan hỉ bạch Phật rằng: Bạch Đức Thế Tôn, các tướng ấy rất sâu xa, tuy không thể thủ tướng mà có thể tu hành, có thể cho người ta quả báo vô thượng. Vì Phật được tướng ấy nên đối với các pháp được trí vô ngại. Nếu phân biệt các pháp có định tướng thì trí có ngại. Bạch Đức Thế Tôn, an trú trong thật tướng các pháp ấy, thầy thông đạt vô ngại, có thể nói các tướng riêng của mỗi mỗi pháp, đó là não hoại là tướng sắc, cho đến liễu trì hiện tiền là tướng của trí nhất thiết trùng. Phật khen ý ấy phân biệt các tướng cho họ, cái biết của phàm phu mỗi tướng khác nhau. Còn Phật biết đều là tướng không, tướng không tức là vô tướng. Phật được vô tướng ấy, được cái biết ấy không thể so sánh, biết cùng khác nên gọi là được. Các pháp ấy hay đổi gọi là bát nhã ba la mật. Kinh, bấy giờ Phật bảo Tu Bồ Đề, bát nhã ba la mật là mẹ chư Phật. Bát nhã ba la mật hay chỉ bảy tướng thế gian, thế nên Phật nương tựa pháp ấy mà chú, cúng dường cung kính tôn trọng tán thán pháp ấy. Pháp ấy là gì? Đó là bát nhã ba la mật. Chư Phật nương tựa bát nhã ba la mật mà chú, cung kính cúng dường tôn trọng tán thán bát nhã ba la mật ấy. Vì sao? Vì bát nhã ba la mật xuất sanh chư Phật. Phật biết làm người, nếu có người hỏi một cách chánh đáng ai biết làm người, thì đáp một cách chánh đáng là không ai hơn Phật. Vì sao? Tu Bồ Đề vì Phật biết làm người, xe pháp mà Phật cưới đi đến và đạo mà Phật từ đó đi đến chứng được vô thượng chánh đẳng Bồ Đề. Xe ấy, đạo ấy, Phật trở lại cung kính cúng dường tôn trọng tán thán thọ trì thủ hộ. Tu Bồ Đề ấy gọi là Phật biết làm người. Lại nữa, Tu Bồ Đề Phật biết tất cả pháp không có tướng tạo tác vì không có tác giả, tất cả pháp không sanh khởi vì hình trạng không thể có được. Tu Bồ Đề Phật do bát nhã ba la mật biết tất cả pháp không có tướng tạo tác, cũng do nhân duyên ấy nên Phật biết làm người. Lại nữa, Tu Bồ Đề Phật do bát nhã ba la mật biết được tất cả pháp chẳng sanh vì không có sở đắc, do nhân duyên ấy nên bát nhã ba la mật hay sanh chư Phật hay chỉ bảy tướng thế gian. Tu Bồ Đề thưa, bạch Đức Thế Tôn, nếu tất cả pháp không kẻ biết, không kẻ thấy, làm sao bát nhã ba la mật hay sanh chư Phật hay chỉ bảy tướng thế gian? Phật bảo Tu Bồ Đề, như vậy, tất cả pháp thật không có kẻ biết, không có kẻ thấy. Tại sao không có kẻ biết, không có kẻ thấy? Vì tất cả pháp không, hư dối, không kiên cố, thế nên tất cả pháp không có kẻ biết, không có kẻ thấy. Lại nữa, Tu Bồ Đề, tại sao tất cả pháp không có kẻ biết, không có kẻ thấy? Vì tất cả pháp không có nương tựa, không bị ràng buộc. Vì thế nên tất cả pháp không có kẻ biết, không có kẻ thấy. Như vậy, Tu Bồ Đề, bát nhã ba la mật hay sanh chư Phật, hay chỉ bảy tướng thế gian. Vì không thấy có tướng sắc nên chỉ bảy tướng thế gian, không thấy tướng thọ tưởng hành thức nên chỉ bảy tướng thế gian, cho đến không thấy tướng nhất thiết trùng nên chỉ bảy tướng thế gian. Như vậy, Tu Bồ Đề,
Bát Nhã Ba La Mật hay sanh chư Phật hay chỉ bảy tướng thế gian. Tu Bồ Đề thưa, bạch Đức Thế Tôn, vì sao không thấy tướng sắc nên Bát Nhã Ba La Mật chỉ bảy tướng thế gian, không thấy tướng thọ tưởng hành thức, cho đến không thấy tướng trí niết thiết trùng nên chỉ bảy tướng thế gian. Phật bảo Tu Bồ Đề, nếu không duyên sắc danh thức ấy gọi là không thấy tướng sắc nên chỉ bảy, không duyên thọ tưởng hành thức sanh thức, cho đến không duyên trí nhất thiết trùng sanh thức ấy gọi là không thấy tướng trí nhất thiết trùng nên chỉ bảy. Như vậy Tu Bồ Đề, Bát Nhã Ba La Mật sâu xa ấy hay sanh chư Phật hay chỉ bảy tướng thế gian. Lại nữa Tu Bồ Đề, làm sao Bát Nhã Ba La Mật hay sanh chư Phật hay chỉ bảy tướng thế gian? Tu Bồ Đề, Bát Nhã Ba La Mật chỉ bảy thế gian không? Chỉ bảy thế gian không thế nào? Là chỉ bảy thế gian năm uẩn không? Chỉ bảy thế gian 12 nhập không? Chỉ bảy thế gian 18 giới không? Chỉ bảy thế gian 12 nhân duyên không? Chỉ bảy thế gian ngã kiến làm căn bản cho 62 kiến không? Chỉ bảy thế gian 10 thiện đạo không? Chỉ bảy thế gian 4 thiện, 4 tâm vô lượng, 4 định vô sắc không? Chỉ bảy thế gian 37 phẩm trợ đạo không? Chỉ bảy thế gian 6 Ba La Mật không? Chỉ bảy thế gian nội không không, chỉ bảy thế gian ngoại không không, chỉ bảy thế gian nội ngoại không không, chỉ bảy thế gian vô pháp không không, chỉ bảy thế gian hữu pháp không không, chỉ bảy thế gian vô pháp hữu pháp không không, chỉ bảy thế gian hữu vi tánh không, chỉ bảy thế gian vô vi tánh không, chỉ bảy thế gian Phật 10 lực không, chỉ bảy thế gian 18 pháp không chung không, cho đến chỉ bảy thế gian trí nhất thiết trùng không. Như vậy Tu Bồ Đề, Bát Nhã Ba La Mật hay sanh chư Phật hay chỉ bảy tướng thế gian. Lại nữa Tu Bồ Đề, Phật do Bát Nhã Ba La Mật chỉ bảy thế gian không? Biết thế gian không? Giác thế gian không? Tư duy thế gian không? Phân biệt thế gian không? Như vậy Tu Bồ Đề, Bát Nhã Ba La Mật hay sanh chư Phật hay chỉ bảy tướng thế gian. Lại nữa Tu Bồ Đề, Bát Nhã Ba La Mật chỉ bảy thế gian Phật không? Chỉ bảy thế gian Phật không thế nào? Là chỉ thế gian năm uẩn không, cho đến chỉ bảy thế gian chỉ nhất thiết trùng không. Như vậy Tu Bồ Đề, Bát Nhã Ba La Mật hay sanh chư Phật hay chỉ bảy tướng thế gian. Lại nữa Tu Bồ Đề, Bát Nhã Ba La Mật chỉ bảy thế gian Phật không thể nghĩ bàn. Chỉ bảy thế gian không thể nghĩ bàn thế nào? Là chỉ bảy thế gian năm uẩn không thể nghĩ bàn, cho đến chỉ bảy thế gian chỉ nhất thiết trùng không thể nghĩ bàn. Lại nữa Tu Bồ Đề, Bát Nhã Ba La Mật chỉ bảy thế gian Phật liệt. Chỉ bảy thế gian lìa thế nào? Là chỉ bảy thế gian năm uẩn lìa, cho đến chỉ bảy thế gian nhất thiết trùng lìa. Như vậy Tu Bồ Đề, Bát Nhã Ba La Mật chỉ bảy thế gian Phật lìa. Lại nữa Tu Bồ Đề, Bát Nhã Ba La Mật chỉ bảy thế gian Phật tịch diệt. Chỉ bảy thế gian tịch diệt thế nào? Là chỉ bảy thế gian năm uẩn tịch diệt, cho đến chỉ bảy thế gian trí nhất thiết trùng tịch diệt. Lại nữa Tu Bồ Đề, Bát Nhã Ba La Mật chỉ bảy thế gian rốt ráo không? Chỉ bảy thế gian chốt giáo không thế nào? Là chỉ bảy thế gian năm uẩn chốt giáo không, cho đến chỉ bảy thế gian trí nhất thiết trùng chốt giáo không. Lại nữa Tu Bồ Đề, Bát Nhã Ba La Mật chỉ bảy thế gian Phật tánh không. Chỉ bảy thế gian tánh không là thế nào? Là chỉ bảy thế gian năm uẩn tánh không, cho đến chỉ bảy thế gian trí nhất thiết trùng không. Lại nữa Tu Bồ Đề, Bát Nhã Ba La Mật chỉ bảy thế gian Phật vô pháp không. Chỉ bảy thế gian vô pháp không thế nào? Là chỉ bảy thế gian năm uẩn vô pháp không, cho đến chỉ bảy thế gian trí nhất thiết trùng không. Lại nữa Tu Bồ Đề, Bát Nhã Ba La Mật chỉ bảy thế gian Phật vô pháp hữu pháp không. Chỉ bảy thế gian vô pháp hữu pháp không thế nào? Là chỉ bảy thế gian năm uẩn vô pháp hữu pháp không, cho đến chỉ bảy thế gian trí nhất thiết trùng không. Lại nữa Tu Bồ Đề, Bát Nhã Ba La Mật chỉ bảy thế gian Phật độc không. Chỉ bảy thế gian độc không thế nào? Là chỉ bảy thế gian năm uẩn độc không, cho đến chỉ bảy thế gian trí nhất thiết trùng không. Như vậy Tu Bồ Đề, Bát Nhã Ba La Mật hay sanh chư Phật hay chỉ bảy tướng thế gian. Tu Bồ Đề, Bát Nhã Ba La Mật thâm sâu ấy chỉ bảy tướng thế gian, đó là tướng chẳng sanh đời này đời sau. Vì cớ sao? Vì các pháp không cần dùng tướng sanh đời này đời sau. Luận: Bát Nhã Ba La Mật là mẹ chư Phật, vì nhân duyên ấy chỉ Phật nương tựa Bát Nhã Ba La Mật mà trú. Trong kinh khác nói, Phật nương tựa Pháp, lấy Pháp làm Thầy. Trong đây Phật bảo Tu Bồ Đề, Pháp ấy chính là Bát Nhã Ba La Mật. Trong tất cả các Pháp bất thiện, không gì hơn tà kiến. Vì tà kiến nên không biết ân, tự nhiên ta phải là người biết ân. Bát Nhã là tối thượng trong các thiện Pháp thế gian, hay làm cho đời này có danh tiếng tốt, đời sau có quả báo thượng diệu. Thế nên Phật tự nói,
Ta là đệ nhất trong hạng người biết ơn báo ân. Ta còn biết cái ân của bố thí trì giới, huống gì Bát Nhã Ba La Mật. Lại nữa, các thiên tử nghĩ rằng Bát Nhã Ba La Mật chỗ giáo không, không có tướng nhất định, nên họ có người không ham không quý. Thế nên Phật nói ta là bậc tôn quý trong ba cõi, còn cúng dường Bát Nhã Ba La Mật, huống gì người khác. Lại có người sanh nghi, Phật đối với hết thảy thế gian không vướng mắc như hư không, cớ gì lại ham Bát Nhã Ba La Mật ấy và tôn trọng tán thán tận như tham đắm. Thế nên Phật nói, ta không có tâm tham, chỉ phân biệt cho biết các pháp tốt xấu, phải dùng sức nhiều hay ít, biết Bát Nhã Ba La Mật ấy có công năng dứt hết thảy lý luận, mở ba thừa đạo diệt sạch các khổ, có vô lượng vô biên công đức như vậy, nên tán thán tôn trọng cúng dường. Ví như người đi trên đường an ổn, tránh khỏi các hoạn nạn, thường nghĩ chỉ cho người khác biết con đường ấy. Phật biết làm người là biết người khác có ơn với mình. Có chỗ khác nói, Phật không biết làm người sợ người ta nghi, nên nói Phật biết tất cả pháp không có tướng tạo tác, biết tất cả pháp không có tướng tạo tác, nên nói không làm người, chớ chẳng vì không biết ơn, nên gọi là không biết làm người. Nói biết làm người, không biết làm người, không có lỗi. Bây giờ Tu Bồ Đề dùng nghĩa chốt giáo không vấn nạn. Bạch Đức Thế Tôn, nếu vì hết thảy pháp chốt giáo không, nên không có người biết người làm, người làm sao Bát Nhã Ba La Mật hay sanh chư Phật hay chỉ bảy thế gian quốc độ. Chư Phật, Phật chấp thuận câu hỏi ấy và tự nói nhân duyên, hết thảy pháp không, hư dối không kiên cố. Ý Tu Bồ Đề, tướng hết thảy các pháp ám độ không thấy không biết, làm sao riêng Bát Nhã Ba La Mật có thể thấy có thể biết. Ý Phật, hết thảy pháp chẳng phải chỉ không biết không thấy, vì hết thảy pháp không, không kiên cố, không kẻ biết không kẻ thấy, cũng không thể thủ đắc, nên không nên vấn nạn. Lại nữa, vì hết thảy pháp không nơi nương tựa, không bị giảm buộc, nên không có kẻ biết không có kẻ thấy. Nhiều mặt phá các pháp làm cho không, hoặc phá thường tu hành vô thường mà vào không, hoặc phá thật mà vào không, hoặc vì rốt ráo hết tật nên vào không, hoặc vì hết thảy pháp xa lìa nên vào không. Vào không như vậy, nay vì hết thảy pháp không có trú xứ, không có nương tựa, không có ràng buộc, vì không nương tựa nên cũng không sanh diệt. Thế nên tức là không, không ràng buộc là phải tướng hết thảy pháp không bị ràng buộc hay ra khỏi ba cõi. Vì cớ sao? Vì ba cõi hư dối, dùng hết thảy pháp, không kẻ biết, không kẻ thấy, như vậy mà chỉ bày thế gian. Bát Nhã không thấy các pháp sắc vân vân, nên chỉ bày thế gian, các pháp sắc vân vân không nương tựa, không bị ràng buộc hư dối nên không thấy. Trong đây Phật tự nói nhân duyên của không thấy, đó là không sanh thức duyên sắc, cho đến không sanh thức duyên chính nhất thiết chủng, ấy gọi là không thấy sắc pháp, vân vân. Hỏi, thức có thể không sanh chứ sắc làm sao không sanh? Đáp, tướng não hoại là sắc, nhân thức nên mới phân biệt biết, không thức thời cũng không có tướng não hoại. Lại nữa, hết thảy pháp do nhân duyên hòa hợp nên có tướng sanh, không có tự tánh. Như có các duyên thần thức xúc hòa hợp nên biết tướng cứng của đất, tướng cứng ấy không lìa thân và thức mà có được, thế nên các pháp đều do hòa hợp sanh, không có tự tánh. Bát Nhã Ba La Mật chỉ bày thế gian không là thế gian gọi là năm uẩn. Cho đến trí nhất thiết chủng, khi Bồ Tát tu hành Bát Nhã Ba La Mật, quán pháp ấy hoặc lớn hoặc nhỏ, hoặc trong hoặc ngoài, không có pháp nào chẳng không, ấy gọi là Bát Nhã Ba La Mật chỉ bày thế gian không. Phật chỉ bày thế gian không là vì hoặc có người nghi Phật ưa đắm pháp nên mới nói trong Bát Nhã Ba La Mật chỉ bày tướng thế gian không, chứ chẳng phải là thật tướng thường có của các pháp ấy. Thế nên Phật nói, ta chẳng phải ưa đắm pháp nên nói Phật biết tướng các pháp sau đường gốc ngọn, suy nghĩ phân biệt không có pháp gì ra ngoài không. Ta chẳng phải chỉ tán tụng nghe theo người khác nói, mà ta do nội tâm giác tri tư duy phân biệt nên nói chỉ bày tướng thế gian không. Một đoạn nói chỉ bày tướng thế gian không này là như trên đã rộng nói, xa lìa 62 chấp kiến, nay chỉ nói năm uẩn cho đến trí nhất thiết chủng. Khi ấy chúng hội cho rằng Bát Nhã Ba La Mật là chốt giáo không, tầm tưởng đắm lấy thế, nên Phật nói bất khả tư nghị. Bất khả tư nghị là chốt giáo không, cũng không thể thủ đắc, chốt giáo không, hoặc gọi là lìa, hoặc gọi là tịch diệt. Lìa tức là phân tán, các pháp lâu về sau không còn sót lại, và tự lìa tánh nó. Biết chốt giáo không rồi, không có tâm số pháp, không có ngữ ngôn, nên gọi là tịch diệt,
nghĩa rốt ráo không, vân vân như trước đã nói. Hỏi thế nào là độc không? Đáp 18 không đều là nhân duyên đối đãi, như nội không là nhân pháp ở bên trong, trong tâm nên gọi là nội không. Nếu không có pháp bên trong thì không có nội không. 18 không đều như vậy. Độc không này không có nhân duyên, không có đối đãi nên gọi là độc không. Lại nữa, độc không là như hư không, như như pháp tánh thực tế niết bàn. Chỉ bày thế gian chẳng phải tướng đời nay, chẳng phải tướng đời sau, là có các ngoại đạo chỉ nói đời nay không nói đời sau, người ấy tà kiến rơi vào đoạn diệt. Có người nói đời nay đời sau rằng thần ngã thần hồn, đời này nhập vào đời sau, người ấy tà kiến rơi vào chấp thường. Bát nhã ba la mật để hai bên đạo thường mà nói chung đạo, tùy không mà chẳng chấp trước không. Chỉ vì người nên nói có tội có phước, tùy nói tội phước mà không sanh tà kiến chấp thường, cũng đối với không không bị chướng ngại. Trong đây Phật tự nói nhân duyên rốt ráo không, vì sao có chấp kiến đời nay đời sau hoặc đoạn hoặc thường. Kinh Tu Bồ Đề bạch Phật rằng: Bạch Đức Thế Tôn, Bát Nhã Ba La Mật ấy vì đại sự nên sanh khởi. Bạch Đức Thế Tôn, Bát Nhã Ba La Mật ấy vì bất khả tư nghị sự nên sanh khởi. Bạch Đức Thế Tôn, Bát Nhã Ba La Mật ấy vì bất khả xứng sự nên sanh khởi. Bạch Đức Thế Tôn, Bát Nhã Ba La Mật ấy vì vô lượng sự nên sanh khởi. Bạch Đức Thế Tôn, Bát Nhã Ba La Mật ấy vì vô đẳng đẳng sự nên sanh khởi. Phật dạy như vậy Tu Bồ Đề. Bát Nhã Ba La Mật vì đại sự nên sanh khởi, vì bất tư nghị sự nên sanh khởi, vì bất khả xứng sự nên sanh khởi, vì vô lượng sự nên sanh khởi, vì vô đẳng đẳng sự nên sanh khởi. Tu Bồ Đề, thế nào là Bát Nhã Ba La Mật vì đại sự nên sanh khởi? Này Tu Bồ Đề, đại sự của chư Phật là cứu độ hết thảy chúng sanh, không bỏ hết thảy chúng sanh. Tu Bồ Đề, thế nào là Bát Nhã Ba La Mật vì bất tư nghị sự nên sanh khởi? Này Tu Bồ Đề, bất tư nghị là pháp của Phật, pháp của Như Lai, pháp của người tự nhiên, pháp của người nhất thiết trí. Vì vậy nên chư Phật Bát Nhã Ba La Mật vì bất tư nghị sự nên sanh khởi. Tu Bồ Đề, thế nào Bát Nhã Ba La Mật vì bất khả xứng sự nên sanh khởi? Này Tu Bồ Đề, trong hết thảy chúng sanh không ai có thể suy nghĩ cân được Phật pháp, Như Lai pháp, pháp của người tự nhiên, pháp của người nhất thiết trí, nên Bát Nhã Ba La Mật vì bất khả xứng sự nên sanh khởi. Tu Bồ Đề, thế nào là Bát Nhã Ba La Mật vì vô lượng sự nên sanh khởi? Này Tu Bồ Đề, trong hết thảy chúng sanh không ai có thể lường hết Phật pháp, Như Lai pháp, pháp của người tự nhiên, pháp của người nhất thiết trí, thế nên Bát Nhã Ba La Mật vì vô lượng sự nên sanh khởi. Tu Bồ Đề, thế nào Bát Nhã Ba La Mật vì vô đẳng đẳng sự nên sanh khởi? Này Tu Bồ Đề, trong hết thảy chúng sanh không ai có thể ngang bằng với Phật, huống gì quá hơn, thế nên Bát Nhã Ba La Mật vì vô đẳng đẳng sự nên sanh khởi. Tu Bồ Đề bạch Phật rằng: Bạch Đức Thế Tôn, chỉ có Phật pháp, Như Lai pháp, pháp của người tự nhiên, pháp của người nhất thiết trí, không thể nghĩ bàn, không thể cân, không thể lượng, vô đẳng đẳng sự sanh khởi ư? Phật bảo Tu Bồ Đề: Như vậy, như vậy, Phật pháp, Như Lai pháp, pháp người tự nhiên, pháp người nhất thiết trí là không thể nghĩ bàn, không thể cân, không có lượng, không chi ngang bằng, sắc cũng không thể nghĩ bàn, không thể cân, không thể lượng, không thể ngang bằng, thọ tưởng hành thức cũng không thể nghĩ bàn, không thể cân, không thể lượng, không chi ngang bằng, cho đến trí nhất thiết chủng, pháp tánh, pháp tướng không thể nghĩ bàn, không thể cân, không thể lượng, không chi ngang bằng. Trong đó tâm tâm số pháp mà dứt không thể có được. Lại nữa Tu Bồ Đề, sắc không thể nghĩ bàn là cũng không thể có được, cho đến sắc không sinh ngang bằng là cũng không thể có được, thọ tưởng hành thức cho đến trí nhất thiết chủng không chi ngang bằng là cũng không thể có được. Tu Bồ Đề bạch Phật rằng: Nhân duyên gì sắc không thể nghĩ bàn cho đến không có chi bằng là cũng không thể có được, thọ tưởng hành thức cho đến trí nhất thiết chủng không có chi bằng là cũng không thể có được? Phật bảo Tu Bồ Đề: Vì không thể lường về sắc, cũng không thể lường về thọ tưởng hành thức, cho đến không thể lường về trí nhất thiết chủng. Tu Bồ Đề bạch Phật rằng: Bạch Đức Thế Tôn, vì nhân duyên gì không thể lường về sắc cho đến không thể lường về trí nhất thiết chủng? Phật bảo Tu Bồ Đề: Vì sắc không thể nghĩ bàn cho đến vì sắc không chi sánh bằng nên không thể lường, cho đến vì trí nhất thiết chủng không thể nghĩ bàn, vì trí nhất thiết chủng không chi sánh bằng nên không thể lường.
Tu Bồ Đề thì không nghĩ sao? Không thể nghĩ bàn cho đến không chi sánh bằng, liệu có thể có được chăng? Giác thọ tưởng hành thức cho đến trí nhất thiết chủng, liệu có thể được chăng? Tu Bồ Đề thưa, bạch Đức Thế Tôn, không thể có được. Này Tu Bồ Đề, vì thế nên hết thảy pháp không thể nghĩ bàn cho đến không chi sánh bằng. Như vậy Tu Bồ Đề, pháp của chư Phật không thể nghĩ bàn, không thể cân, không thể lượng, không chi ngang bằng. Tu Bồ Đề ấy gọi là pháp chư Phật không thể nghĩ bàn cho đến không chi ngang bằng. Tu Bồ Đề, pháp chư Phật không thể nghĩ bàn vì vượt quá tướng nghĩ bàn, không thể cân vì vượt quá cân lượng, không thể lượng vì vượt quá sự lượng, không chỉ ngang bằng vì vượt quá ngang bằng. Tu Bồ Đề để nhân duyên ấy hết thảy pháp cũng là tướng không thể nghĩ bàn cho đến không chỉ ngang bằng. Tu Bồ Đề gọi không thể nghĩ bàn là nghĩa không thể nghĩ bàn, gọi không thể cân là nghĩa không thể cân, gọi không lượng là nghĩa không thể lượng, gọi không chỉ ngang bằng là nghĩa không thể ngang bằng. Tu Bồ Đề ấy là pháp chư Phật không thể nghĩ bàn cho đến không chi ngang bằng, không thể nghĩ bàn như hư không, không thể nghĩ bàn, không thể cân như hư không, không thể cân, không có suy lượng như hư không có thể lượng, không chi ngang bằng như hư không, không chi ngang bằng. Tu Bồ Đề ấy cũng gọi là pháp chư Phật không thể nghĩ bàn cho đến không chi ngang bằng. Phật pháp vô lượng như vậy, biết thảy hết thảy thế gian, người trời Atula không ai có thể nghĩ bàn chủ lượng. Trong khi nói hy phẩm các Phật pháp không thể nghĩ bàn, không thể cân, không có lượng, không chỉ ngang bằng, 500 tỷ kheo vì không lãnh thọ hết thảy pháp nên các lậu sạch hết tâm giải thoát được A-la-hán. 20 tỷ kheo ni cũng không chấp thủ hết thảy pháp nên sạch hết các lậu được A-la-hán. 6 vạn yêu bà tắc, 3 vạn yêu bà di, đối với các pháp xa lìa trần cấu, đối với các pháp còn mắt pháp sanh khởi, 20 Bồ Tát Ma Ha Tát được vô sanh pháp nhẫn sẽ được thọ ký trong hiển kiếp này. Luận: Tu Bồ Đề thâm hiểu tướng bát nhã, đối với các pháp không đắm không ngại, tâm sanh hoan hỷ. Bạch Phật rằng: Bạch Đức Thế Tôn, bát nhã ba la mật vì đại sự nên sanh khởi, vân vân. Đại sự là phá hết thảy đại khổ não cho chúng sanh, đem cho chúng sanh đại pháp vô thượng của Phật nên gọi là đại sự. Nghĩa là không thể nghĩ bàn như trước đã nói, không thể cân là chỉ trí tuệ thử tướng bát nhã quyết định rất sâu rất nặng, trí tuệ mỏng nhẹ nên không thể cân, tại vì bát nhã nhiều trí tuệ ít nên không thể cân. Lại không chỗ lợi ích bát nhã rất rộng, khi chưa thành có thể cho quả báo thế gian, khi thành rồi cho quả báo đại pháp. Lại biết cho giáo cùng tận gọi là cân, bát nhã hay ba la mật không thể cân biết, hoặc thường hoặc vô thường, hoặc thật hoặc hư, hoặc có hoặc không, như vậy là những nghĩa không thể cân. Vô lượng sự là có người nói cân tức là lượng, có người nói chấp thủ tướng tức là lượng, bát nhã ba la mật không thể thủ tướng nên gọi là vô lượng. Lại Bồ Tát lấy bốn tâm vô lượng tu hành bát nhã nên gọi là vô lượng. Lại lượng là trí tuệ phàm phu, trí tuệ nhị thừa, trí tuệ Bồ Tát không ai có thể lường được biên giới của bát nhã nên gọi là vô lượng. Vô đẳng đẳng, không chi ngang bằng là vô đẳng, chỉ niết bàn, hết thảy pháp hữu vi không có chi bằng niết bàn. Niết bàn có ba: niết bàn thanh văn, niết bàn bích chi Phật, niết bàn của Phật bát nhã. Đưa đến đại thừa niết bàn nên gọi là bát nhã vô đẳng đẳng. Lại nữa, hết thảy chúng sanh không thể ngang bằng Phật nên Phật là vô đẳng. Bát nhã ba la mật là ích chúng sanh tương tự như Phật nên gọi là vô đẳng đẳng. Lại nữa, pháp chư Phật là vi diệu bậc nhất, không thể ngang bằng, không thể sánh kịp, không thể so sánh. Bát nhã ba la mật hay làm cho chúng sanh có được tâm ấy nên gọi là vô đẳng đẳng. Lại nữa, vô đẳng là thực tướng các pháp, các quán, các hành không thể sánh kịp, vì thực tướng không có hữu luận, không thể phá hoại được nên gọi là vô đẳng. Bồ Tát được vô đẳng ấy vì hay khởi tâm từ bi đối với chúng sanh nên gọi là vô đẳng đẳng. Tu Bồ Đề thuộc hàng thanh văn, không có nhất thiết trí mà có thể nói bát nhã không thể nghĩ bàn ấy. Phật chấp thuận lời đó. Phật tự nói năm việc: chúng sanh vô lượng vô biên nhiều hơn vi trần trong 10 phương hàng hạ xa thế giới, chư Phật dùng 10 trí lực muốn cứu vớt hết nên gọi là đại sự. Lại có Bồ Tát tu lâu ngày được vô sanh pháp nhẫn, vì không bỏ chúng sanh nên không vào vô dư niết bàn.